giáo, các anh chị và các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Phúc Vũ, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước khi đến với chương trình Đại sứ văn hóa đọc, em xin kính mời quý thầy cô, các anh chị và các bạn cùng vào quanh một vòng ngôi trường mà em đang học tập nhé. Trường em mang tên Nhà yêu nước Phan Chu Trinh, tọa lạc tại số 116 đường Yêu Dút, thành phố Buôn Ma Thuột. Nơi đây luôn ngập tràn tiếng cười và tiếng nói đùa của các anh chị và các bạn học sinh thân yêu, và luôn có tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho chúng em. Mặc dù có rất nhiều hình thức giải trí, TV, báo, điện thoại, máy tính, nhưng đối với em, sách là người bạn quý, là chìa khóa để mở kho tàng trí thức. Đọc sách là việc nên làm, bởi đọc sách sẽ khiến tâm hồn của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Nhờ đó mà học được nhiều điều bổ ích từ những cuốn sách đã đọc. Và một trong những cuốn sách mà em thích nhất, có ý nghĩa với em nhất là cuốn Chờ Mẹ Sinh Em. Khi chưa biết đến cuốn sách, em vẫn nghe người lớn kể rằng khi mẹ sinh em bé ra, em sẽ bị ra rìa và sẽ không được bố mẹ yêu thương nữa. Khi nghe được những lời như vậy, em cảm thấy rất buồn và tủi thân. Và em vẫn chưa thể hình dung được mẹ mang thai và sinh mình ra như thế nào. Vậy nên khi mang bầu em bông, mẹ mua về cuốn Chờ Mẹ Sinh Em, giới thiệu với em tối nào hai mẹ con cũng cùng nhau đọc. Cuốn sách chỉ có 31 trang với những hình ảnh sinh động, dễ thương, ngôn từ giản dị, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi của em. Mở đầu cuốn sách nói về niềm vui của gia đình bạn Huy và bạn Lim khi mẹ có em bé. Xuyên suốt cuốn sách nói về quá trình em bé hình thành từ đâu, lớn lên trong bụng mẹ thế nào trong suốt thai kỳ, mẹ và em bé cần chăm sóc ra sao, mẹ sinh em bé thế nào, sau khi sinh em bé cần những gì, và tâm lý của hai bạn Huy và Lim khi chờ đợi em bé ra đời. Lúc đầu hai bạn cũng rất sợ khi em bé ra đời vì ba mẹ sẽ cho hai bạn ra rìa và sẽ không yêu thương các bạn nữa. Nhưng bằng tình yêu thương của ba mẹ, hai bạn đã hiểu rằng ba mẹ luôn yêu thương tất cả các con. Chỉ vì em bé còn quá nhỏ nên cần sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Nhờ cuốn sách đó mà em cảm thấy yêu thương mẹ nhiều hơn. Thấy trong suốt quá trình mang thai và sinh hai em mình ra, mẹ đã phải cực khổ rất nhiều. Và qua đó em cũng có tâm lý sẵn sàng làm anh hai cùng ba mẹ chờ đón sự ra đời của em bông để có thể yêu thương và nhường nhịn em. Các bạn có ai đang chuẩn bị làm anh làm chị thì hãy nhờ bố mẹ tìm đọc đến cuốn sách này nhé. Nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, trong khả năng em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện biện pháp thiết thực phù hợp nhất, quyên góp sách cho các bạn nghèo, các bạn ở vùng sâu vùng xa để các bạn có cơ hội đến với sách nhiều hơn, vận động các thầy cô giáo các bạn quyên góp ủng hộ và kết nối với thư viện nhà trường để có thể tổ chức một buổi trao đổi sách cổ với các bạn khác để mọi học sinh trong trường có cơ hội đọc nhiều sách, để những cuốn sách em đã đọc và rất tâm đắc có thể đến được tay nhiều người. Ở mỗi lớp em đều thấy có một chiếc tủ nhỏ để đồ dùng học tập. Tận dụng chiếc tủ này để mỗi tháng mỗi thành viên trong lớp quyên góp một đầu mỗi sách để học sinh trong trường có cơ hội đọc nhiều sách khác nhau. Các thầy cô giáo cũng có thể tổ chức một buổi thảo luận về nội dung một cuốn sách bất kỳ trong các giờ sinh hoạt hàng tuần để có thể khuyến khích và lan truyền văn hóa đọc trong trường. Nếu làm được những việc như vậy, đọc sách sẽ trở thành một thói quen, hồi này niềm vui chung của rất nhiều các bạn học sinh. Trên lớp con được cô khen môn toán. Con trai mẹ giỏi quá. Chào con trai. Chào ba. Con chào ba. Ba đi đâu về với ba? Ba cho con đi chơi. Em đi chơi chị à? Em đi với mẹ nè. Chị đưa mẹ nè. Thôi, mẹ nè. Thôi, gái kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, em thường cùng với gia đình đến thư viện tỉnh để đọc sách. Qua chương trình này, Phúc Vũ hy vọng các anh chị và các bạn hãy cùng đến thư viện tỉnh để tìm đọc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, để văn hóa đọc ngày càng lan tỏa đến mọi người vì một xã hội phát triển, văn minh và lành mạnh. Chương trình Đại sứ văn hóa đọc của em đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Tạm biệt!